Một đường dây sản xuất mua bán giấy khám sức khỏe giả vừa bị đội cảnh sát kinh tế công an quận Đống Đa Hà Nội triệt phá. Cơ quan công an đã bắt giữ bốn đối tượng liên quan là Nguyễn Văn Chuyên, Phạm Văn Đức cùng chú tại Nam Định, Bùi Thanh Tùng chú tại Ninh Bình và Lê Thanh Hải chú tại Hà Tĩnh. Trong đó đối tượng Nguyễn Văn Chuyên là người làm giả giấy khám sức khỏe của bệnh viện giao thông vận tải với nhiều mức giá khác nhau. Ba đối tượng còn lại là các đầu mối tiêu thụ giấy tờ giả của Nguyễn Văn Chuyên bán lại cho khách hàng với giá từ 70 đến 150.000 đồng một tờ. Từ tháng 2 năm 2018 cho đến khi bị bắt giữ, các đối tượng đã bán được hơn 3.000 giấy khám sức khỏe, giấy ra viện cho những người có nhu cầu. Cơ quan công an cũng thu giữ hơn 3.000 giấy tờ giả chưa bán cho khách hàng và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bố đối tượng về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.